Wow, thật là một tình huống vô cùng thú vị. Nhưng mà Minh Ngọc có một thắc mắc muốn hỏi bác sĩ Long ngay bây giờ, đó chính là phương pháp căng da mặt bằng chỉ thì nó khác như thế nào với phương pháp căng da mặt truyền thống ạ? Thì người ta thấy rằng một số cái loại chỉ mà tan chậm thì sau khi luồn vào trong da thì nó sẽ tan đi và nó để lại một cái phản ứng viêm. Và khi cái sợi chỉ nó tan đi á, thì các tế bào collagen nó sẽ thay thế cái sợi chỉ đó. Và khi mà cái collagen nó thay thế một cái số lượng nào đó thì nó cũng có tác dụng là chống hoặc là làm chậm đi cái sự chảy xệ của làn da. Căng da bằng chỉ nó có thần thánh giống như là những cái lời quảng cáo có cánh mà chúng ta vừa nghe thấy hay không. Yeah. Thì thực sự căng da bằng chỉ cũng có một phần tác dụng, nhưng chung quy lại thì nó chỉ tác dụng ở một cái giới hạn nào đó thôi, chứ không thần thánh giống như là những cái lời quảng cáo có cánh. Xóa bỏ mọi nếp nhăn, tăng cường collagen, săn chắc da mặt. Đúng rồi. Ở những cái trường hợp mà đối với những cái trường hợp mà chảy xệ nhiều, nếp nhăn nhiều, thì chúng ta áp dụng căng da bằng chỉ thì chúng ta chỉ có hết tiền thôi chứ không có hết nhăn. Tức là căng da bằng chỉ sẽ không áp dụng được cho những trường hợp da lão hóa nhiều, nhăn nhiều và kèm theo chảy xệ. Có người hỏi rằng có phương pháp nào khác không? Thì rõ ràng là có. Chúng ta căng da bằng cái phương pháp phẫu thuật, có thể là dùng phẫu thuật mở hoặc là phẫu thuật nội soi. Chỉ có một cái nhược điểm là gì, tạm gọi là nhược điểm thôi, là chúng ta phải áp dụng cái kỹ thuật phẫu thuật. Cái căng da bằng chỉ quảng cáo những lời có cánh như thế dựa trên cái tâm lý là đa số chị em đều sợ phẫu thuật. Anh Phát nói là với cái phương pháp căng da mặt thì lỗ tai sẽ dài như tai voi, thì cái này có thật không ạ? Và tại sao mình lại bị biến chứng như thế? Đây là trường hợp có thật. Dạ. Thì trong chuyên môn người ta gọi là trái tay hình lưỡi kiếm. Tại sao nó hình lưỡi kiếm? Là bởi vì nó nhọn giống như cái lưỡi kiếm vậy. Đây là một trong những cái tai biến thường gặp trong cái căng da, và vì cái người thực hiện họ không có kinh nghiệm. Về việc chúng ta duy trì được độ đàn hồi và độ trẻ trung của hai phương pháp này có khác nhau không ạ? Có khác nhau. Thì chúng ta biết rằng chúng ta khi cái da lão hóa là nó sẽ mất cái hai cái thành phần quan trọng của da, đó là collagen và elastin. Yeah. Thì cái elastin này và collagen này nó giữ cho cái làn da chúng ta trẻ trung và không bị chảy xệ. Tuy nhiên khi cái tuổi chúng ta lớn lên thì hai cái thành phần này nó bị mất đi một cách rất là trầm trọng, nhanh chóng nữa, đúng không? Nhanh chóng. Tuổi càng lớn thì nó sẽ mất đi càng nhanh. Và như vậy thì cái phương pháp căng da bằng chỉ là người ta chủ yếu là để tái tạo cái collagen dưới da. Thì nó cũng sẽ có những cái đường collagen thay thế sợi chỉ. Tuy nhiên những cái đường collagen này phải nói là rất là mảnh, và cái tác dụng của nó về mặt trẻ hóa cũng như về độ bền nó sẽ kém, nó cũng không phải là mạnh mẽ lắm đâu. Thì nó cũng duy trì được khoảng thời gian khoảng 1-2 năm gì đó thôi. Yeah. Thì những lời quảng cáo, những cái nơi quảng cáo có cánh là có khi là bảo hành đến 5 năm, 10 năm. Yeah. Thì thực sự về lĩnh vực chuyên môn là không thể nào đạt được. Yeah. Và cũng như bác sĩ vừa nhấn mạnh là tùy người sẽ phù hợp với những phương pháp làm đẹp khác nhau. Chính xác. Yeah. Nếu mà độ chảy xệ cũng như là những nếp nhăn nhiều thì chúng ta nên sử dụng phương pháp phẫu thuật. Còn nếu như là chỉ nhăn chút chút thôi thì chỉ cũng có thể giúp cho chúng ta căng phẳng da mặt được. Chính xác. Dạ, xin cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ Long dành cho quý vị khán giả của Bí kíp Hạnh Phúc. Và Minh Ngọc tin chắc là quý vị cũng đã bỏ túi cho mình một bí kíp vô cùng quan trọng để giữ gìn được thanh xuân của mình. Còn tiếp theo sau đây thì Minh Ngọc sẽ được hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo của Bí kíp Hạnh Phúc vào khung giờ quen thuộc của chúng ta, 16:40, thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Minh Ngọc và bác sĩ Long xin chào và hẹn gặp lại quý vị.